các bạn có biết là nói tới chính phủ Hoa Kỳ đó thì chúng ta tính cái số BTC bị tịch thu từ cái dự hát của sàn Bitfinex trước đây và Silk Road thì các bạn có biết là chính phủ Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ cái số BTC là khoảng 205.500 BTC đáng giá là khoảng chừng 6 tỷ đô la hiện bây giờ có nghĩa là nếu như tính cái số lượng BTC đó thì chính phủ Hoa Kỳ bây giờ là một trong những BTC holder lớn nhất trên thế giới xếp hạng thứ sáu các bạn trên bảng xếp hạng này đó thì các bạn thấy được là Satoshi Nakamoto xếp hạng đầu với khoảng chừng là một triệu BTC thật ra con số chính xác chúng ta không biết được và cái số một triệu BTC này cũng không phải nằm một ví cho nên nhiều bạn thường hay lên trên blockchain để tìm kiếm nhưng mà thật ra các bạn sẽ không tìm kiếm được tại vì con số này đó là cái tổng hợp của nhiều ví À, người ta nghĩ là những cái ví đầu tiên đó, những giao dịch đầu tiên thì đương nhiên chỉ có Satoshi mà thôi cho nên cái số lượng này thuộc về Satoshi à, nhưng mà cái con số mà nhiều người coi như chấp nhận là Satoshi có khoảng một triệu BTC là người mà lưu trữ BTC nhiều nhất cái đó là quỹ Rayscale các bạn tôi cũng có thông tin liên quan Rayscale sẽ chia sẻ một lát nữa à, lưu trữ 650.000 BTC Binance sàn này lưu trữ 601.499 xếp hạng thứ 3 Coinbase xếp hạng thứ tư các bạn lưu trữ 486.457 BTC Bitfinex lưu trữ hiện bây giờ là 353.943 BTC và chính phủ Hoa Kỳ xếp hạng thứ sáu các bạn lưu trữ con số như thường vừa chia sẻ 255.500 BTC và cuối cùng là MicroStrategy trên bảng xếp hạng này là 132.500 có thể các bạn sẽ cảm thấy rất là bất ngờ và nhiều bạn hỏi thuận đó là con số lượng mà chính phủ Hoa Kỳ đang lưu trữ này à, có phải là để trả những nạn nhân hay là không? thì một phần là đúng các bạn, tại vì à, liên quan đến những nạn nhân của vụ hack của à, sàn Bitfinex trước đây đó thì có thể là trả nhưng mà họ đã lưu trữ một thời gian dài rồi. Còn cái số tiền mà tịch thu từ cái người mà hack dịch vụ Silk Road thì tôi nghĩ là nó sẽ xung nhập công quỹ các bạn, tại vì uh, Silk Road là cái trang web bán hàng cấm trước đây. Tôi không nghĩ là nhiều người sẽ lên tiếng nói mình là nạn nhân để mà lấy lại tiền đâu, chẳng có gì à, mình à, nói mình là người đã từng mua hàng cấm trước đây. Nhưng mà điều khác mà thường suy nghĩ đó là các bạn biết là chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ thực ra con số đó lớn hơn nữa. Đây là con số họ đã bán một phần rồi à, và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã lên kế hoạch là trong năm nay sẽ bán thêm bốn đợt nữa à, và họ sẽ chia ra để mà bán à, và họ sẽ bán cách đó để không ảnh hưởng đến thị trường. Khi mà chúng ta nghĩ đến chính phủ Hoa Kỳ đã lưu trữ một số lượng lớn BTC một thời gian rồi. đương nhiên nếu nói tới là tiêu diệt BTC hay crypto đây thì không thể đâu, tại vì đây là những cái mạng lưới phi tập trung. Nhưng mà nếu như chúng ta nói tới chắc đây mấy năm đó khi mà chính phủ hoa kỳ uh, đã bắt đầu quan tâm đến crypto nhiều hơn thì ngay thời điểm đó thật sự là nếu như mà muốn đẩy lùi crypto đó thì hoàn toàn có thể tiêu diệt là không thể nhưng mà đẩy lùi là có thể các bạn các bạn cứ nghĩ đi chính phủ hoa kỳ đó có hai cái công cụ lớn thứ nhất là họ có thể bán rất nhiều btc cùng một lúc đương nhiên các bạn nghĩ đi cái số lượng này mà bán lên trên một sàn giao dịch bình thường đó, thì giá sẽ hưởng như thế nào đương nhiên nó sẽ dẫn đến thị trường sẽ rất là hoảng loạn thứ nhì nữa là họ hoàn toàn có thể là cấm những công ty stablecoin tại vì đó những công ty tập trung thì hai cái này cũng đã đủ để đẩy lùi thị trường crypto rồi nhưng mà họ vẫn không làm gì các bạn bây giờ thì đã khó hơn thị trường à, ngày lại càng lớn mạnh hơn cho nên chính phủ hoa kỳ chờ đợi càng lâu thì cái sự ảnh hưởng này sẽ càng ít hơn các bạn nhưng mà họ vẫn không làm gì có nghĩa là đã từ lâu chính phủ hoa kỳ hoàn toàn không có ý định cấm hình khứ tụ này và đó cũng là điều mà thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng mấy năm qua thường biết là có rất là nhiều người thường hay tung thông tin là chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấm crypto Đó chỉ là những thông tin mà nếu như các bạn hỏi rõ ràng là đây là thông tin đến từ đâu, có căn cứ gì Thì họ cũng sẽ không có căn cứ gì đâu các bạn Ngay cả bây giờ những người mà cực kỳ ghét crypto như là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thì cũng chỉ muốn hạn chế Chứ còn nếu nói tới cấm đó, thì các bạn sẽ được là sẽ có rất là nhiều những công ty, rất là nhiều những nhà đầu tư họ sẽ đệ đơn kiện tại vì bây giờ đó crypto đã được tiếp cận bởi rất nhiều cá nhân ở hoa kỳ và rất nhiều những công ty lớn họ tiếp cận tại vì bao nhiêu năm qua chính hoa kỳ không có ý định cấm cho nên họ mới tiếp cận thị trường này bây giờ nếu như mà ra luật cấm hay là bất cứ một luật nào tương tự như vậy sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái vụ kiện và sẽ rất là hỗn loạn cho nên vấn đề cấm bây giờ hầu như không phải là vấn đề được đề cập đến nữa nhưng mà nói tới đàn áp đó thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy những đàn áp đến từ SEC và thật ra những người mà thông cảm thấy là có quyền bây giờ đó thì ngoại trừ là chúng ta nói tới chủ tịch SEC là Gary Gensler cùng với lại thượng nghị sĩ Warren đây là hai người mà có quyền nhất đang chống đối crypto nhưng mà ngoài cho hai người này ra chúng ta cũng thấy rất là nhiều người có quyền khác ủng hộ crypto như chúng ta nói tới chủ tịch của ủy ban dịch vụ tài chính ở hạ viện là Patrick Henry chúng ta cũng nói tới Tom Emmer chúng ta nói tới uh, thượng nghị sĩ Cynthia Lummis chúng ta uh, nói tới ủy viên của SEC là Hester Pierce rất nhiều cái trường người vẫn đang ủng hộ thị trường này nhưng mà nói tới SEC đó thì uh, chúng ta có hai cái video khá là thú vị các bạn cái video đầu tiên này là cái video được chia sẻ trực tiếp bởi Coinbase thì Coinbase đã chia sẻ một cái video để mà nói về cái Wells Notice cái cảnh báo họ nhận được từ SEC cách đây vài tuần thì trên màn hình các bạn thấy được bên tay trái đó là Brian Armstrong là CEO của sàn Coinbase và bên tay phải đó chính là tổng chân lý hay là giám đốc pháp lý của sàn Coinbase thì hai người này đã làm một cái video ngắn À, để mà nói chủ yếu là sàn Coinbase bắt đầu từ đâu lịch sử như thế nào. Cho dù hồi xưa biết bao nhiêu người nói là sàn Coinbase nên có trụ sở ở Singapore hay là Hồng Kông, nhưng mà sàn Coinbase vẫn quyết định có trụ sở ở Hoa Kỳ, tại vì sàn Coinbase muốn phục vụ và muốn tuân thủ theo quy định của Hoa Kỳ. Thì bây giờ cũng như vậy nhưng mà nếu như mà SEC cả chớn đó thì sàn Coinbase sẽ uh, không có nương tay. Để nói rõ hơn đó thì ở trong video này có hai cái phần rất là ngắn các bạn. Hai phần này sẽ nói lên được là Coinbase muốn làm gì. Điều cho các bạn nghe hai phần đó. Safe and trusted, and um, a Wells notice at this stage when there is not a clear rule book is not constructive and it's not good for America. Um, we are prepared to defend that position in court bạn thấy được là Brian Armstrong vừa nói là chúng tôi sẽ sẵn sàng ra hồ tò với the SEC. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa là được nói đến bởi giám đốc pháp lý của sàn Coinbase. Mostly gotten silence in response. Coinbase will defend itself vigorously in litigation if it comes to that. Thì giám đốc pháp lý của sàn Coinbase thì không có giọng điệu ôn hòa như là CEO của Coinbase và ông ta nói là sẽ giống như là dồn toàn sức để mà bảo vệ Coinbase nếu như mà phải ra tòa thì các bạn thấy được là đây là một cái video ngắn à, trên căn bản đó là mở đầu ôn hòa nhưng mà kết thúc đó là chủ yếu là muốn nhắn một thông tin đến với SEC là đụng tới Coinbase thì chỉ có ra tòa mà thôi ngược lại thì <laughs> SEC Chủ thực Giao Chancellor đã chia sẻ một cái video nó không biết làm sao nói luôn các bạn đây là một cái video cũng như những video khác từ Gary Chancellor giống như là một cái video làm từ TikTok gì các bạn, nó giống như làm cho nick coi gì đó. À, có những cái minh họa để được chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy là đây là một cái video mà nó làm giống như là cho uh, YouTube chứ không phải là làm từ một cái chủ tịch của một cơ quan nhà nước ở Hoa Kỳ. À, thì trong cái video này đó Gary Chancellor chia sẻ một câu chuyện Câu chuyện này đó là liên quan đến à, cái luật là nếu như các bạn dẫn chó đi dạo ngoài đường đó Thì các bạn cần phải có dây xích hay là các bạn cần phải có dây để mà, mà buộc cái cổ con chó lại Để lỡ như con chó chạy hay là nó muốn tấn công ai đó thì các bạn có thể quản lý con chó được Nhưng mà đã sự như là bạn dẫn con chó đi mà bạn không có cái dây để quản lý con chó Rồi à, cảnh sát gặp được rồi muốn phạt bạn Rồi bạn nói là không đây đâu phải con chó đâu Đây là một cái con cá vàng cho nên à, vì lý do đó cảnh sát không thể phạt các bạn Nhưng mà cảnh sát vẫn sẽ phạt Tại vì nói đây là con chó Chứ dù anh nói nó là cá vàng thì nó vẫn là một con chó Thì cái mà Chủ tịch Gary Gensler muốn nói đây đó là à, Liên quan đến crypto Thì crypto gọi là gì cũng được Nhưng mà nó vẫn là chứng khoán trong mắt của Chủ tịch Gary Gensler và chủ tịch Gary Gensler nói là luật chứng khoán rất là rõ ràng Những cái công ty crypto cần phải đến để mà đăng ký Và những cái token này là chứng khoán cũng phải đến mà đăng ký luôn Thứ nhất là đăng ký như thế nào Ông ta lại không có nói các bạn bây giờ đâu có cách nào đăng ký đâu Thứ hai nữa luật đâu có rõ ràng Nếu như mà luật rõ ràng đó thì tại sao khi được hỏi Ethereum phải là chứng khoán hay là không ở quốc hội thì jail cancel lại không trả lời được đến nỗi ethereum là một con cá vàng hay một con chó jail cancel cũng không biết các bạn thì làm sao có là rõ ràng được và nếu như rõ ràng thì đâu có cần phải ra tò với lại công ty Ripple và hai năm qua vẫn chưa có kết quả tại vì luật không rõ ràng các bạn đó là cái ví dụ rất là điển hình nhưng mà Gary Gensler vẫn cố nói là luật rõ ràng và đây là một cái video đăng cùng ngày với cái video từ Coinbase các bạn thấy được là Coinbase thì đã để đơn để mà kiện SEC và tổng trưởng lý của Coinbase cùng với lại CEO đã lên tiếng nói là sẽ chú tâm để mà ra tò với lại SEC trong khi SEC là chia sẻ các video ví crypto giống như là chó hay là cá vàng các bạn không hợp lý ở đây à, nhưng mà các bạn đã thấy được là gần đây hầu như là SEC đã hết những công ty nhỏ mà họ đang hiếp được rồi bây giờ đó các bạn đã thấy là Coinbase đệ đơn kiện SEC chúng ta nói tới Rayscale cũng đệ đơn kiện SEC À, về việc là không có cho thông qua cái Bitcoin Spot ETF. Và chúng ta cũng có cái cuộc chiến giữa SEC và Ripple thì vẫn tiếp tục chưa có hội kết. À, vẫn đang dằn co hiện bây giờ. Chúng ta thấy được là quốc hội thì ra à, áp lực với lại Gary Gensler. Còn Gary Gensler thì lại chú tâm làm cái video này. <laughs> dù sao đi nữa, chúng ta vẫn thấy được là thị trường này đó, à, vẫn sẽ tiếp tục tiến tới. Cho dù có hay là không có luật pháp ở Hoa Kỳ. À, chúng ta thấy được hôm nay đó thì có cái... À, tuyên bố tuyên bố này đến từ một công ty đầu tư ở New York có tên là HC Wainwright thì công ty này đã tuyên bố là Crypto Winter is over, có nghĩa là mùa năm crypto đã qua rồi, chúng ta đã bắt đầu mùa xuân. Và công ty này đó thì cực kỳ bullish uh, về giá của Coinbase và nghĩ là token của cổ phiếu Coinbase có thể tăng lên tới mức là 75 đô Mức hiện giờ là 53 đô 89 cent Có nghĩa là token của Coinbase sẽ tăng thêm 40% nữa Tại vì thị trường Bitcoin sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng Lý do là tại vì bây giờ nhiều người hơn quan tâm đến hiện tượng Bitcoin bình Và càng ngày sẽ là một câu chuyện càng hấp dẫn hơn đối với nhiều người Nhất là những người mà chưa quan tâm đến Khi mà họ nghe thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn Và tới bây giờ đó thì tổng cộng đã có khoảng 800 84 tổ chức đầu tư đang lưu trữ cổ phiếu của Coinbase. Điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta đã thấy được là cái số lượng người giữ cổ phiếu Coinbase cho dù là năm ngoái là một năm cực kỳ xấu nhưng mà so với lại quý 4 của năm ngoái đó thì cái số lượng công ty lưu trữ chỉ giảm có 2.1% mà thôi. Đây là một trong những cách mà những cái tổ chức đầu tư đó họ có thể tiếp cận được với lại giá của BTC nếu như họ không muốn tự mua BTC các bạn. Tại vì cái mà những tôi đầu tư thích ấy, là họ muốn mua BTC thông qua những quỹ như là quỹ ETF Bây giờ chúng ta chỉ có quỹ Bitcoin Futures ETF thôi, không có quỹ Spot ETF Và đây cũng là lý do tại sao mà Rayscale kiện SEC Và cái công ty lớn nhất lưu trữ cổ phần của Coinbase ấy, bây giờ vẫn là ARK Invest các bạn của Cathie Wood Thì uh, ARK Invest bây giờ lưu trữ 11.7 triệu cổ phần Có nghĩa là 5.09% cổ phần của Coinbase là nằm trong tay của Cathie Wood hiện bây giờ Và Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan đến uh, Galaxy các bạn Galaxy Digital của Mike Noborat Thì công ty này đã hợp tác với công ty đầu tư DWS Trước đây là một phần của Deutsche Bank à, Đây là một công ty mà có trụ sở tại Đức và đang quản lý khoảng 821 tỷ USD À, để thúc đẩy sản phẩm crypto etp các bạn đây là sản phẩm gọi là exchange traded fund hiểu đơn giản đây là một cái giống như là sản phẩm tương tự như là Rayscale bitcoin trust nó không có phải là một cái à, quỹ đầu tư mà mỗi một cổ phần là đại diện cho một phần của BTC trực tiếp mà nó là một cái quỹ thu mua BTC rồi phát hành cổ phần giống như là một cái giấy nợ dựa theo số lượng BTC đây cũng là một cái sản phẩm mà theo thương hiệu cũng khá phổ biến ở châu Âu ở Hoa Kỳ thì cũng không có là sản phẩm mà được nhiều người ưa chuộng nhưng mà theo hiểu là ở châu Âu đó thì họ ưa chuộng sản phẩm này và đối với lại công ty DWS á, thì họ đã phát biểu là các nhà đầu tư châu Âu cũng giống như là ở Hoa Kỳ hiện bây giờ đã vẫn tiếp tục có nhu cầu đối với các sản phẩm cấp tổ chức cho phép họ tiếp cận thị trường crypto một cách đơn giản, hiệu quả về chi phí. Thế có thể là các bạn cảm thấy được là đi mua crypto giống như là bỏ tiền mua Bitcoin thì có gì đâu mà phức tạp. Đó là các bạn mua số lượng nhỏ mà thôi. Khi mà các bạn mua một số lượng lớn đó thì các bạn sẽ mua như thế nào các bạn? À, các bạn sẽ mua rồi các bạn sẽ lưu trữ ở đâu? Không lẽ các bạn nói là những công ty này đó họ cứ mua một đống ví dưới lạnh rồi cùng nhau chia ra để mà lưu trữ. Đương nhiên là không có được rồi các bạn. Cho nên những công ty này đó họ đã quen làm việc trực tiếp với một tổ chức đầu tư cung cấp dịch vụ cho họ cho nên những cái dịch vụ này là rất là cần thiết và đó cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy được là Rayscale đó đã kiện SEC à, về việc là Rayscale đó có quỹ Rayscale Bitcoin Trust thì cái quỹ này bây giờ đó hầu như đã không có thể tiếp tục Thuốc nhà đầu tư nữa tại vì bây giờ đã có nhiều cái quỹ ETF như là ở Canada cho nên cái quỹ này đã quyết định là họ sẽ chuyển đổi thành một cái quỹ ETF cái sự khác biệt giữa Rayscale Bitcoin Trust và quỹ ETF đó À, là quỹ etf nó sẽ có mặt ở trên sàn chứng khoán à, những nhà đầu tư ai cũng có thể thu mua được cái quỹ trace capital contrast này là chỉ dành cho những tổ chức đầu tư mà thôi và cái quỹ trace capital contrast này nó giống như là một giấy nợ hơn là các bạn à, đầu tư vào một cổ phần đứng sau đó là BTC. Cái sự khác biệt ở đây đó là nếu như mà Rayscale phá sản thì cái số lượng Bitcoin này à, sẽ phải ra to rồi gặp nhiều rắc rối, trong khi mà quỹ ETF đó thì cái số lượng BTC này phải được lưu trữ bởi một công ty thứ ba. Cho dù là cái công ty phát hành ETF bị phá sản thì cái số lượng BTC đó vẫn còn, nó an toàn hơn. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều nhà đầu tư ở Hoa Kỳ thích tiếp cận quỹ ETF. Tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có một cây Bitcoin Spot ETF nghĩa là có BTC đứng sau lưng trực tiếp chứ còn chúng ta có Bitcoin Futures ETF đã thông qua năm ngoái rồi à, và lý do tại sao một rescale kiện đó là tại vì SEC à, đã từ chối cái quỹ Bitcoin ETF này một cách gọi là cẩu thả đối với lại Rayscale, họ đưa ra những cái lập luận mà hoàn toàn vô lý đối với Rayscale Tại vì SEC nói không cho thông qua Bitcoin Spot ETF tại vì có nhiều sự làm giá trên thị trường nhưng mà sự thật họ đã cho thông qua Bitcoin Futures ETF rồi cả hai đó thì dùng cùng một giá mà những gì xảy ra với lại Bitcoin Futures cũng xảy ra với lại Bitcoin Spot cho nên không hợp lý và họ đã kiện và bây giờ thì thường hiểu đó thì họ nói là họ ước tính dù kiện này sẽ kết quả vào cuối quý 3 và chúng ta cũng hy vọng là Rayscale cũng giống như là Coinbase cũng như Ripple sẽ thắng kiện đối với SEC, tại vì Grayscale lưu trữ cũng khá là nhiều BDC đây các bạn họ lưu trữ 17.5 tỷ đô la BDC hiện bây giờ là một trong những quỹ lưu trữ rất nhiều, khi mà chúng ta nhìn lại cái thông tin mình thường chia sẻ hồi nãy với các bạn á, thì Grayscale là đơn vị lưu trữ BDC đứng thứ nhì chỉ sau Satoshi mà thôi và đương nhiên nói tới Grayscale uh, thì nhiều bạn uh, sẽ nghĩ đến công ty dcg dcg là cái công ty mà chúng ta nói tới rất nhiều cuối năm ngoái đó nhiều người nghĩ là dcg là cái cú ngã cuối cùng trong thị trường này nhưng mà sau đó lại rất là im lặng các bạn thì hiện bây giờ dcg ra sao rồi thì các bạn đã biết là công ty Genesis là công ty mà thuộc quyền quản lý của DCG. Cuối cùng đó, họ cũng đã thành công khai bảo vệ phá sản cho Genesis. À, cái điều mà các bạn đã biết là BLC muốn làm đó đó chính là dùng rào cản pháp lý à, để cho những chú nợ của Genesis không thể lấy tài sản của DCG. Và hầu như cũng đã thành công rồi các bạn. Công ty Genesis đã khai bảo vệ phá sản và theo cái ước tính bây giờ đó thì họ sẽ trả lại 80% cái số lượng tiền cho những nhà đầu tư. Thì à, đột ngột đó, Công ty DCG nói là có một nhóm nhà đầu tư đột ngột không đồng ý nữa và hiện bây giờ họ nói là họ sẽ không tiếp tục chấp nhận cái cách trả tiền này. Không biết kế tiếp sẽ ra sao nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất các bạn. Nói chung thì Genesis là công ty đã khai phá sản, DCG là công ty vẫn tiếp tục hoạt động hiện bây giờ và đương nhiên Rayscale chúng ta vừa nói đến vẫn đang kiện SEC. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin này là đến từ CEO của Ledger. Thì công ty Ledger như bạn cũng đã biết rồi, lưu trữ crypto trong những cái ví cứng, bản thân thường cũng lưu trữ ở trong Ledger và trong Trezor. Thì các bạn có biết là công ty Ledger đó, họ nói là bây giờ ước tính là khoảng 20% của tất cả tài sản crypto nằm ở trong ví Ledger của họ, có nghĩa là nằm ở trong cái ví cứng mà họ tạo ra và 30% của tất cả NFT cũng nằm ở trong bí la chờ luôn rất là nhiều và họ nói là vì cái sự sụp đổ của ftx đã dẫn đến là công ty la chợ họ bán nhiều vị chưa lạnh tên nổi mà họ không thể tương tự nổi luôn các bạn và thằng nghĩ bây giờ là như vậy à, bây giờ những bạn nào mà đã ở đây à, từ thời điểm là hơn một năm qua đó hầu như các bạn đều hiểu tại sao mà chúng ta nên tự lưu trữ crypto đó là một trong những cái điều mà tôi nghĩ những bạn mới khi mà tham gia vào sau này đó họ cũng phải tự học mà thôi tôi nghĩ là cái số lượng người mới tham gia vào sau này đó thì họ cũng sẽ như nhiều bạn trước đây à, không có nghĩ là cần phải tự lưu trữ crypto rồi chúng ta lại xảy ra những cái vụ hát những cái sự kiện đáng tiếc xảy ra rồi mọi người lại mua ví chữ lạnh rồi lại tự lưu trữ giống như là thuận trước đây và nhiều bạn cũng đã trải qua một năm qua và đây là những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video này à, ngày mai đó là ngày thứ sáu tại hoa kỳ nghĩa là thứ bảy việt nam thuận cũng sẽ cố gắng chia sẻ thông tin nhưng mà nếu như mà thuận không có thời gian à, thì thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp và hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đã chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.